Em Măng xin kính chào quý anh chị nha. Hiện tại em Măng đang có mặt tại khu vực khu đô thị Mỹ Gia Vĩnh Thái trực thuộc thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Thì cái vị trí em đứng đây là thuộc cái tòa nhà của chủ đầu tư nè quý anh chị. Tòa nhà của chủ đầu tư Vĩnh Thái. Đó thì hôm nay em sẽ quay giới thiệu cho quý anh chị một cái lô đất rất là hiếm nè quý anh chị. Lô góc hai mặt tiền đường 16 m. Và nó sẽ rất là gần với cái tòa nhà Vĩnh Thái ha quý anh chị ha. Em quay chỗ này chủ yếu là cho quý anh chị xem nè, khu vực này là dân cư rất là đông, với lại là khu vực này là toàn là những người có chức cao trong các công ty lớn cũng như là những người làm trong bộ máy nhà nước của Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ta ở. Đó, khu vực này thì rất là yên tĩnh luôn quý anh chị. Đó, thì theo như em đánh giá thì khu đô thị Mỹ Gia là một trong những cái khu đô thị gọi là chuẩn chỉnh và đẹp nhất Nha Trang, có quy mô, diện tích cũng như là lớn, cũng thuộc dạng top của Nha Trang đó quý anh chị. Đó, vị trí em đứng là thuộc cái khu này là khu là toàn là biệt thự không nha quý anh chị, biệt thự không luôn. Đó, mới đi từ đó ra đây rồi bây giờ mình sẽ gặp một con đường rất là lớn nè. Con đường này rộng 16 m nè quý anh chị. Đó, đường thông qua bên khu đô thị Mỹ Gia gói 4 luôn nha quý anh chị. Đó, con đường này coi như xương sống vậy đó. Thì hôm nay cái lô đất em muốn giới thiệu cho quý anh chị thì nó sẽ nằm trục đường này. Mà nó không phải là một lô bình thường, nó sẽ là một lô góc hai mặt tiền đường luôn. Đó. Quý chị mình nhìn xem là cái đường này là nó sẽ thông qua tới khu đô thị Mỹ Gia gói 4, thông ra tới bờ sông luôn. Cũng như là đi qua mấy con đường lớn của khu Mỹ Gia Vĩnh Thái không anh chị ha. Đó. Khu này thì em quay cũng rất là nhiều lô đất ở đây rồi. Thì bây giờ em sẽ quay cho quý chị một cái lô đất gọi là hiếm, hàng hiếm tại khu này ha. Lô góc hai mặt tiền. Đó. Là cái lô này. Đó. Đối diện mình sẽ là một căn biệt thự. Căn biệt thự này mà nếu quý anh chị mà có để ý trên kênh này mà em đã từng quay rồi nè. Căn này là 209 mét vuông. Có sổ rồi nè, căn này em quay là 10 tỷ. Đó. Có những khi mà em quay cái căn đó lên á thì cũng có khá nhiều quý cô chú anh chị quan tâm. Và trong đó cũng có một số cô chú ở Việt Kiều á là và ở Sài Gòn Hà Nội á là muốn em tìm một cái lô góc biệt thự để mình tự xây theo ý của mình. Đó thì thấu hiểu điều đó thì em có đi tìm được cái lô này thì chủ họ cũng mới gửi cho em. Liên kề căn biệt thự luôn. Đã quay cho quý chị xem để quý chị có thể nhớ này. Căn biệt thự đây. Đó. Thì cái kết cấu xây dựng của cái lô này thì nó cũng giống cái lô này quý chị ha. Thì mình cũng có thể xây kết cấu như là một trệt hai lầu. Đó. Nhưng lô mình thì được cái hai mặt tiền luôn. Đó thì quý anh chị mình sẽ xây, mình sẽ thụt vô giống bên đây ha. Mình thụt vô là khoảng 5 mét anh ha. Để mình làm cái sân. Cũng như là làm cái khu vực để mình để xe ô tô. Đó. Còn lại là mình sẽ xây dựng cái khu vực này thì mình được cái mật độ xây dựng là rơi vào khoảng 45% nha quý anh chị. Thì lô này sẽ có tổng diện tích là 196 mét vuông. Đó, hướng chính sẽ là hướng Tây Nam nè. Còn hướng bên đây sẽ là hướng Tây Bắc nè. Đó, sâu vô trong là 20,94 mét. Thì lô này là lô góc cho nên nó vách góc chỗ này nha quý anh chị. Nó vách góc chỗ này. Đó, cho nên là lô mình là 196 mét vuông. Nó nhỏ hơn đây một xíu nhưng mà được cái là hai mặt tiền là mình có thể là tới hai mặt thoáng, mình xây hai mặt thoáng thì nhà sẽ thoáng hơn là nhà một mặt tiền nha quý anh chị. Đó, thế đất này thì đất của khu đô thị cho nên nó rất là vuông vắng cũng như là cao ráo, đẹp, không bị phạm một bất kỳ một cái phong thủy nào hết. Đó, lô góc hai mặt tiền. Thì lô này thì chủ đang có nhu cầu cần nhường lại với cái giá rất là tốt quý anh chị. 35 triệu một mét vuông. Đó, 35 triệu một mét vuông thì tính tổng tiền thì rơi vào khoảng là 6 tỷ 800. Đó. Sau hơn 6 tỷ 800, gần 7 tỷ. Đó, thì quý anh chị quan tâm thực tế thì cứ liên hệ em dẫn đi xem thực tế. Đó, rồi mình sẽ ưng ý rồi mình có thể thương lượng trực tiếp với chủ chính chủ ha. Đó, thì lô này thì mình sẽ được xây dựng nè, như cái bên đây, một trệt hai lầu. Khu vực này thì là những cái khu vực gọi là được cấp sổ đầu tiên tại khu đô thị Mỹ Gia nha quý anh chị. Đó thì khu đô thị Mỹ Gia thì có tới 8 phân khu, chia làm 8 gói. Thì cái khu Mỹ Gia Vĩnh Thái là thuộc gói 2, là một trong những gọi là cái khu mà được hình thành sớm nhất. Đó, cho nên ở đây là cơ sở hạ tầng cũng gọi là đồng bộ và đẹp. Cái điều đặc biệt của gói 2 so với những cái gói khác nha quý anh chị là đường ở đây đều là đường thông hết. Đường thông. Đó, bên đây nè. Đường thông, đường này là trục này sẽ thông ra. Mình sẽ ra tới khu vực bệnh viện Đa khoa Dạ Xin, cách đây là khoảng 800 m. Cách đường đại lộ Võ Nguyên Giáp là khoảng 900 m. Trục đường này thì ở đây thì cũng rất là gần với đường Phong Châu.
cách đây là khoảng 280 m. Thị trường Phong Châu là trục đường kết nối đi cao tốc Bắc Nam đó quý anh chị, đó vậy cho chú quý anh chị dễ hiểu, cũng như là kết nối đi Cam Lâm đi ra quốc lộ 1A đó. Còn đại lộ Võ Nguyên Giáp cũng là trục đường kết nối Nha Trang đi thành phố Đà Lạt, cũng như là kết nối đi đến nút giao cao tốc ở Duyên Thọ. Rồi quý anh chị quan tâm alo em dẫn đi xem thực tế cái lô này ha. Thì lô này thì ép cọc cho ta chưa đúng không anh, chưa bao gồm chi phí ép cọc. Rồi 35 triệu là giá tốt ở đây nha quý anh chị. Rồi quý anh chị quan tâm alo em. Pháp lý ở đây là hợp đồng mua bán đó, hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, xây dựng không bị hoàn công xong thì chủ đầu tư họ sẽ gom hồ sơ những căn nhà đã xây rồi á, người ta sẽ làm hồ sơ và cấp sổ hồng cho mình thôi quý anh chị ha. Hợp đồng mua bán là cũng như là hoàn thiện 80% pháp lý rồi. Rồi quý anh chị quan tâm alo em 0353 687 732. À, quý chị quan tâm liên hệ em dẫn đi xem thực tế ha. Rồi đây là căn biệt thự trước em quay nè, 10 tỷ đó, vẫn còn. Quý chị quan tâm cái nào thì alo em. Rồi thứ hai nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ em nha, chia sẻ video này nữa nha. Cảm ơn quý chị nha, và hẹn gặp lại quý chị mình vào những video tiếp theo của em ạ.